Rồi, dân nhà nông thân mến, chào tất cả quý anh chị cô chú gần xa nha. Thì em đang đi ngang đường đó nha, thì dòm thấy một cái chiếc Supra SD 3000, thì đấu đầu 47 ngựa nè, thì kéo hỗ trợ chiếc David ha. Thì chiếc David chạy xuống đây mà không biết sao mà chạy xuống đây bị cấn đó cả nhà. Còn David 990 ha, thì nhờ chiếc Supra SD 3000 này hỗ trợ kéo mà không biết kéo nổi không nữa nha. Thì trên cái mọt bàn này thì chở một cái cây rất là to ha, cây rất là khủng luôn. Bây giờ là dìu cái chiếc Supra rồi dìu chiếc này lên, mà không biết là lên như thế nào đây. Xúc cái chốt rồi nha. Chung là xuống cái bậc chắc hình như là xuống với cái mé dưới đó tính trọng hay sao cái nhà, nhưng mà nó bị cấn á, lên không được mà xuống không xong luôn á. Chiếc này đấu máy thì nói chung là nghe cái tiếng hơi nổ rất là êm nha cả nhà. Buổi chiều này là hình ảnh nó cũng không được rõ nét lắm ha, cả nhà xem thông cảm nha. Không nhúc nhích gì cả nhà ơi. Không lên nổi rồi, cấn quá nặng rồi cả nhà. Cây này là cây gián hương nha cả nhà. Ủa, tính xuống đó trọng hay vậy Tình? Tính chở nó trọng hay vậy? Má cây quá to ha. À, xuống dưới mé dưới này trồng cả nhà, mà bị cấn rồi. Tính kéo lên mà kéo không nổi. Giờ dạ, tháo mọt luôn cũng được, tháo luôn rồi cho lẹ. Cái ben cái nhà, câu cái ben treo cái bánh lên, đội lên là cho nó hở cái chỗ này, cho nó hở cái da đó, không biết nổi không, không biết nổi không, nặng lắm rồi nha. Công luôn á, đội đó công luôn á. Bây giờ là tính nhóm đẩy lui luôn nha cả nhà. Đẩy lui cho nó xuống dưới cái dốc đó luôn. Chắc được, được á, nhóm á. Nó dèo phụ mà. Chung là giờ là vừa đuổi phụ nha cả nhà, dở ben đuổi phụ cho chạy xuống tới dưới luôn đó. Nó gánh ngay cổng xích luôn rồi.
do nó cấn với cái mặt nền này quá nặng đấy. Bên kia cấn nặng quá, công của sexy luôn rồi. Mấy đó cấn nặng quá trời, công sexy rồi đó. Công sexy đó bị kéo xe cuốn vậy. Thấy nó hơi công công á. Đủ tiền uống cà phê. Giờ là đưa cái đội lên đội che cái bánh cao hơn nữa nha cả nhà. Cái xe 3000 này Ben không đủ lực. Không đủ lực nhóm cái bánh lên cao được. Giờ phải dùng tới cái đội. À trời cây. Chưa chặt á. Nó kìm á. Đó lên chứ sao không lên. Đội này tới 20 kg được không ạ? Đây bánh rồi đó, đây đó. Giờ nhờ chiếc máy cày 6.500 hai cầu cả nhà. Vừa đi ngang thì bên này quắt lại nhờ đũn giùm. Chiếc 3.000 này không có đủ tải. Nó bị gánh này nè. Anh Giang thử đẩy thử coi nó đi nổi không. Giờ nói chung là đội hỏng lên hết luôn nha cả nhà. Rồi hai bánh lên rồi nhưng mà xe kia nhỏ sát quá. Leo lên đó là được mà sao mà leo cái đầu không ơi. Coi cửa cho tụi cái cây á. Tụi nó đâu chạy đòn á. Mở cửa. Mở cửa được. Chạy đòn á. Xin cho đó luôn. Trên kia xuống thêm một chiếc nữa cả nhà. Buổi chiều này xe đang chạy. Đốn nó tụt mấy bao bì của ta sao? Lâu tồ đâu nó dính thùng rồi. Dính thùng. Rồi này một chiếc cũng 6.500 luôn nha, 6.500. Chở bao bì cao su. Trong xe này chở cũng tầm 12 tấn thôi nha, 12-13 tấn. Thùng một cũng lớn. Tính nhờ xe kia đổn nhưng mà sợ nó bị chạy chạy cái cây lên trên trước cả nhà. Thì nói chung là không thành công. Giờ bắt đầu chêm xong xuôi hết rồi cả nhà. Giờ đẩy phụ mà không biết xem sao đây. Không ăn rồi cả nhà ơi. Không nhúc nhích luôn. Lên cao nữa. Con này cái máy nổ rất là êm nha cả nhà. Giờ buộc vô cái cọng cục cây cả nhà, vô cái bánh. Để cho nó đùn cái xe lên nó cao được cái mí này. Mà không biết là được không đây. Nó hỏng rồi. Không đủ đô rồi. To hơn nữa. Không đủ đô. Nó mới được không có được cái đuôi tí xíu kìa anh Dương thấy không? Đó. Không đủ đô. Lên
chung là gốc cây này rất là nặng nha cả nhà. Giờ tiếp tục đội cây lên nữa cả nhà ơi. Nói chung là cây sao mà nó hãy hỏng cái với trước thì mới đi được. Cây vậy đó, cây cũng đó luôn. Chung cây hai bên. Còn cái này đi xuống cả chừng khoảng 2 tấc 3 tấc là cùng luôn á. Giờ đẩy luôn nha cả nhà. Đó. Rồi được rồi. Ui ui ui. Rồi đã thành công cả nhà ơi. Hên quá. Anh phải chạy trước nó. Mẹ có nó ăn hết rồi. Đi lẹ đó tôi ơi. Đi lẹ đó. Một nhanh, chạy lên. Giật lên. Giật luôn, một nhanh lên. Ồ, dở cái đầu luôn á. Cái bậc này quá cao. Sao anh phải đuổi trước? Đúng rồi, anh phải đuổi trước. Đó, đuổi trước, còn mà nó chạy trước cái anh mắc thế nó thúc cái kìa. Rồi luôn vô đây đi. Rồi xong rồi khỏe rồi. Bậc quá cao rồi. Ồ, đụng hàng rào luôn. Rồi video em xin tạm dừng tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo. Nãy giờ nói chung là cũng hơn nửa tiếng rồi nhà ơi. Vất vả quá.